Đây là quang cảnh hồ Kim Long thuộc thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ha anh chị. Quanh hồ Kim Long này thì không khí cực kỳ mát mẻ và thổ nhưỡng rất là tốt anh chị ạ. Chiều chiều hoặc là sáng sáng á, thì rất là nhiều cần thủ về đây chinh phục bộ môn câu cá. Và ngày hôm nay Long Hoài xin giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất vườn, nó rất gần với lại hồ Kim Long ha anh chị. Đây là hồ Kim Long này. Vị trí mà Long Hoài muốn giới thiệu đến anh chị cô chú nó nằm ngay chỗ đây luôn ha. Nghĩa là đất của chúng ta cách với hồ Kim Long tầm khoảng gần 30 mét thôi là mình đã ra tới hồ Kim Long rồi. Nói về Kim Long Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu ha anh chị. Kim Long Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu là một trong ba địa điểm đông dân hoạt động kinh doanh buôn bán nhất nhì ở huyện Châu Đức này ha. Huyện Châu Đức á, thì là có trung tâm thương mại là trung tâm thương mại Ngãi Giao, đó là thị trấn Ngãi Giao ha. Rồi tới Kim Long thì hiện tại Kim Long đang là xã Kim Long nhưng mà đã có quyết định để lên thị trấn rồi ha. Nếu anh chị cô chú mình quan tâm tại đất Châu Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu thì được biết là Kim Long cũng chuẩn bị để lên thị trấn rồi. Và đông dân thứ ba đó là xã Suối Nghệ, thì ở Suối Nghệ nó có khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, có đồi cừu, rồi có những cái shop house, rồi có sân golf anh chị. Và ở Kim Long này, nếu như anh chị cô chú mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, mình mất chỉ tầm khoảng gần 65 km là đã di chuyển về tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và từ ở Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, nếu anh chị cô chú mình di chuyển về tới biển Vũng Tàu, mình mất tầm khoảng 35 km thôi. Nổi trội của Kim Long á, là một trong những chợ đầu mối về thịt heo và rau sạch để cung cấp lại cho những địa phương khác, những địa phương lân cận quanh khu vực huyện Châu Đức và cũng khu vực Bà Rịa, cũng như là khu vực Long Khánh ha anh chị. Và sản phẩm đất vườn ngày hôm nay Long Hoài muốn giới thiệu nó có hai mặt tiền đường. Trên đất của chúng ta là có nguyên một vườn cây ăn trái, có nhà, có hồ cá, có một khung viên để nuôi những con gà, những con vịt, rồi có một khung viên để mà mình trồng rau. Quá là tuyệt vời luôn đúng không anh chị cô chú? Long Hoài xin mời anh chị cô chú mình cùng xem hết video ngày hôm nay ha. Sản phẩm ngày hôm nay nó cực kỳ đẹp, nó phù hợp để cho anh chị cô chú mình về vườn, nó phù hợp để cho anh chị cô chú mình nghỉ dưỡng, phù hợp để làm một bất động sản thứ hai, phù hợp để cho anh chị mình trải nghiệm một cuộc sống ở vùng nông thôn, trải nghiệm một cuộc sống với một không khí trong lành, với một thổ nhưỡng tốt. Và đây là chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha anh chị. Thì bề ngang của chúng ta là từ cái mép tường bên này nè, mình đổ qua bên này là mình được khoảng 27 mét mặt tiền đường thể hiện ở trên sổ ha. Và đất của chúng ta là có hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường này và một mặt tiền đường ở phía sau đất của chúng ta luôn ha. Cái cạnh bên này nè anh chị, mình được khoảng 77 mét ha. Và cái cạnh bên này là mình được khoảng 94 mét, ở sâu là mình khoảng 17 mét ha anh chị ha. Thì con đường này hiện trạng của nó là đang là đường đất, nhưng mà nếu anh chị cô chú mình quan tâm tại đất tại Châu Đức, tại Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng được biết cơ sở hạ tầng làm đường xá cũng rất là nhanh ha. Đặc biệt Kim Long chuẩn bị lên thị trấn cho nên đường xá buộc là phải một là đổ đá mi, một là đổ bê tông, hai là đổ nhựa. Nhưng mà theo cái mặt đường này nè, nó rộng tới 6 mét thì có thể nó sẽ đổ nhựa ha anh chị. Tại vì từ vị trí căn nhà vườn của chúng ta di chuyển tầm khoảng 100 mét thôi là anh chị sẽ có một con đường. Con đường đó là con đường chính của thôn Hoa Long thuộc xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rồi anh chị ạ. Đó, di chuyển thẳng khoảng 100 mét, 100 cho tới 150 mét, không hơn đâu anh chị. Là ngay chỗ đó mình có cái camera nè, rồi dân cư nè, rồi ngay chỗ đó có tiệm tạp hóa, có nhà thuốc, rồi bán chợ kiểu như chợ chiều nữa. Ha. Mặt đường của chúng ta thì rộng 6 mét. Ngay chỗ đây thì có điện nè, điện năng lượng mặt trời. Rồi quanh đất của chúng ta đã được xây tường rào kiên cố và chắc chắn hết rồi ha. Tường rào này là cao khoảng gần 3 mét đó anh chị ạ. Bao bọc lại hết cái mảnh đất của chúng ta luôn ha. Bên đây cũng có cây trụ điện nè. Rồi mình đi thẳng cái này, thẳng hướng này nè ha, tầm khoảng 30 mét thôi là tới ngay chỗ cái cầu đó. Thì ngay cái cầu đó là cái hồ Kim Long rồi anh chị. Rồi nếu như mà mình đi thẳng nữa tầm khoảng gần 700 mét nữa thì mình sẽ ra tới con đường liên huyện ha. Con đường đó có tên là đường Kim Long Láng Lớn. Nếu anh chị cô chú mình quẹo tay trái màn hình thì mình sẽ ra tới trung tâm thương mại Kim Long, chợ Kim Long, trung tâm hành chánh, ủy ban, rồi ngân hàng, siêu thị là hướng bên đó ha. Và vị trí đất của chúng ta cách với lại những cái mà Long Hoài vừa nêu trên nó tầm khoảng gần 1 km thôi anh chị ạ.
nó chạy ra đó là gặp trường học, chợ, bách hóa rất là đầy đủ luôn. Và bám theo cái trục đường này nè, quanh cái hồ này là rất là nhiều biệt thự, nhà vườn cực kỳ đẹp luôn. Như ngay chỗ các bạn đang chạy xe đó anh chị, gần đó cũng có một cái homestay nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp. Lát nữa Long Hoài xin đưa lên cam trên cao để anh chị cô chú mình hình dung ở trên cao ha. Thì trước đất của chúng ta cũng có điện, có dây wifi. Rồi cạnh nhà đất của chúng ta là cũng có nhà dân ha. Đây nhà dân, bám đây cũng nhà dân. Đi thẳng ra hướng đây thì nhà dân, tiệm tạp hóa rồi ha. Rồi đi thẳng hướng này, nếu như mà mình quẹo bên tay trái màn hình á, là mình sẽ về tới đường Xà Bang Láng Lớn. Thì đường Xà Bang Láng Lớn là đường nối từ quốc lộ 56 để chạy thẳng về tới quốc lộ 1, quốc lộ 51 ha anh chị. Nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Đồng Nai, Bình Dương, thì nếu anh chị cô chú mình di chuyển về tới Bà Rịa Vũng Tàu thì mình có hai con đường chính, đó là đường quốc lộ 51 và đường quốc lộ 56 ha. Và đoạn đường này là đoạn đường nối của đường hai đoạn đường đó ha, nên là đường xá di chuyển ở đây nó rất là tiện và đường rộng, ô tô xe tải gì đi lại thoải mái ha. Rồi Long Hoài mời anh chị cô chú mình vào trong tham quan chi tiết, thật chi tiết căn nhà này ha. Cái cổng của mình là rộng khoảng 4,5 m, cổng cao lên là tầm khoảng 4 m luôn ha, rất là thoải mái. Ngay chỗ này anh chủ đất ảnh đổ một con đường bê tông để đi thẳng vào trong căn nhà của chúng ta. Thì từ vị trí cái cổng này nè, từ vị trí cái đường này mà vào tới trong căn nhà là nó gần khoảng 40 m là mới tới căn nhà vườn của chúng ta ha. Bước vào bên đây là những điện năng lượng mặt trời nè, hệ thống camera giám sát an ninh cho căn nhà của chúng ta luôn ha. Ngay đây thì có một cây lộc vừng. Giá trị cây lộc vừng này cũng cực kỳ đẹp ha anh chị ha. Đó, hoành gốc to nè. Lưới B40 lên cao hết. Cao khúc ở trong này là cao hơn 4 m luôn ha anh chị. Bên này là cũng cây lộc vừng. Bên này là những hàng chuối đang ra bông, ra trái. Khoảng không gian này là một cái hồ, hồ cá. Một cái cầu bắc ra để mình cho cá ăn, để mình thư giãn, để mình chiêu cái khoảng không gian này ha. Cái khung cảnh nó giống như là một làng quê Nam Bộ vậy anh chị ạ. Những hàng dừa, những hàng mít nè, những cây ổi đang ra trái. Tiến vào trong ha. Di chuyển khoảng tầm 10 m thôi, anh chị sẽ có những tiểu cảnh như là xích đu nè, cây lộc vần, những hàng dừa đang sai trái. Rồi cây sa ri, để một cây ghế ngay chỗ đây để mình chiêu được cái cảnh bên này ha, thoải mái luôn. Xích đu. Rồi ngay đây thì có cây sa ri. Điện năng lượng mặt trời chiếu cái khoảng không gian này. Ở dưới này anh đang thả cá anh chị. Cá rô phi ha. Đây thì máy bơm để lấy nước tưới. Tất cả cây trồng của chúng ta đều có hệ thống tưới tự động hết. Không gian này được lót gạch vỉa hè. Đi tới đây là một không gian về cái nhà chòi ha, cái nhà mát. Thì diện tích của cái nhà mát này nó rộng tầm khoảng gần 16 m², bằng gỗ ha, cột. Chuông. Dưới này thì lót gạch, lên thì lót gỗ. Nhà mát này làm hình vuông ha anh chị. Khoảng không gian này mình có thể ngồi ngay đây, ngồi ngay bộ bàn ghế này, mình uống trà, mình có thể gặp gỡ bạn bè, trao đổi công việc. Hoặc là nơi này để mình tụ họp gia đình lại, coi như là làm việc mệt mỏi căng thẳng, ngồi chiếu không gian này nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái lắm chị. Trong căn nhà vườn của chúng ta đầy đủ những mảng xanh, cây trái. Bên cạnh đó thì rất là nhiều loại thực phẩm, ví dụ như sả nè, gia vị, đồng sả ha. Đồng sả thì đỡ mũi. Đậu bắp, đu đủ, rồi mướp nè, những luống mướp, vàng mướp, đậu bắp nè, mì nè. Chung trong căn nhà vườn này thì không thiếu gì hết anh chị. Về thực phẩm thì không thiếu gì hết ha. Đậu bắp nè, đậu rồng nè, đậu đũa nè. Đậu đũa nè.
Rồi bên đây có một cây mận, cây mận cũng sai trái lắm, đang ra bông thôi. Mùa này thì mận, cây mận này đang ra bông. Rồi một cây chanh, chanh này là loại chanh không hạt ha anh chị. Cây tắc, ôi cây tắc này trái kỳ quá ha, trái nó hình vuông vuông, nó không tròn. Mấy cây loại khác là nó tròn ha. Xoài nè, xoài ổi, rồi những cây khế. Mấy cây khế này là mấy cây khế cảnh ha anh chị, khế rất là đẹp luôn. Ở đây có một cây cây sứ. À, theo lời anh chủ này ảnh chia sẻ, khi mà ảnh mua cái cây sứ này là giá trị nó gần 50 triệu ha. Vành của nó là tầm khoảng 130 anh chị. Vành của nó rất đẹp, thế rất đẹp luôn ha. Anh chị cô chú mình yêu cây cảnh có thể vô định giá cây này giúp Long Hoài được không ạ? Wow. Cái cây ngay chỗ đây nó tạo cho chúng ta một cái khoảng không gian bóng mát. Ngay chỗ đây thì nó cũng có thêm một cây vú sữa nữa. Thế cũng rất là đẹp luôn ha. Công viên bên này là kiểu như là cái hè anh chị đó, để làm những buổi tiệc và bật ti, hoặc là ở đây mình để những cái ghế nè, những cái xích đu để mình ngồi quan sát lại cái khu vực của mình ha. Ngay đây thì cũng có cây vú sữa luôn, những cái tàn cây vú sữa này nó xòe ra, nó làm cho mình có cái bóng mát ở đây ha. Cặp bên này là một hàng dừa anh chị. Cái không viên sân vườn này á, là nó rộng gần 80 mét vuông ha. Rồi tới cái nhà thì thiết kế cũng rất là hiện đại và tinh tế anh chị ạ. Tường rào chúng ta bên đây cách tầm khoảng 3 mét là tới cái nhà ha. Không viên nhà của chúng ta là rộng gần khoảng 150 mét vuông, được thiết kế rất là tinh tế ha anh chị. Bề ngang tới gần 20 mét lận. Trên lợp mái tôn. Rồi mời anh chị cô chủ mình vào trong ha. Tất cả đều là cửa kính hết ha, cửa kính, cửa nhôm sinh pha, đồ cao cấp không. Tông màu của chúng ta là tông màu xám ha, tạo một cảm giác rất là nhẹ nhàng. Màu gạch cũng trùng với lại cái màu của màu sơn tường luôn ha anh chị. Không gian bên này là rất là rộng nè. Đó, những tấm hình đề co, những cái đèn trang trí, quạt trần. Ở trên là những tấm lót cách nhiệt, không gian bếp. Mở cánh cửa bên đó, ở sau mình còn một phòng nữa ha. Cái phòng này nó vừa là phòng khách, nó vừa là phòng chờ, và nó cũng vừa là cái phòng ăn luôn anh chị ạ. À, những cánh cửa chúng ta mở ra là chiêu được nguyên cái khu vực phía trước. Ở đây thì có một cái phòng ngủ ha. Phòng ngủ rất rộng anh chị ạ. Phòng ngủ này như phòng master vậy. Trên được đóng la phong, lắp đèn trang trí, máy lạnh. Bên này là một cái cửa sổ, cái cửa này mở ra, cái cửa luôn ha, cửa chính luôn. Bên này là một cái cửa lùi, cửa lùa anh chị, cửa lùa. Chỗ này thì có chống mũi luôn, để chống mũi ha. Màn rèm kéo qua. Rồi chỗ đây tủ đồ. Góc này anh chị cô chú mình có thể để thêm một cái bộ bàn làm việc, một cái máy tính nữa ha, mình làm việc. Trong đây thì có toilet, máy nóng lạnh nè, toilet nè, bồn cầu nè, rộng rãi. Ở trên là những đèn trang trí rất là bắt mắt ha anh chị. Cảm giác là ngoài bước vô đây rất là thoải mái, tại vì nhà của mình mà cửa nhiều nè. Nhất là cửa nhiều, thứ hai là nhà nó cao thì tạo cái cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái dễ chịu ha anh chị ha. Không gian bên này á là mình còn một cái toilet nữa. Đây là một toilet nữa ha. Rồi. Bên đây là gương. Rồi bên đây là còn một cái phòng nữa anh chị. Phòng này thì không có toilet trong phòng ha, phòng này thì để giường đôi nè. Phòng này thì rộng gần khoảng 15 mét vuông.
mở cái cửa này ra, anh chị cô chú mình có thể quan sát được khoảng sân vườn phía sau nữa anh chị. Không gian này là để cái tủ rất ngăn nắp luôn chị, thiết kế rất là bài bản và tinh tế. Anh chị cô chú mình có thể là video này nó hơi dài, anh chị cô chú mình có thể mình tham khảo từ từ ha, biết đâu mình đang xây nhà hoặc là mình đang mong muốn tìm kiếm một căn nhà vườn như thế này, mình có thể tham khảo ha, cái nào nó hợp nhãn với mình thì mình có thể liên hệ trực tiếp với chủ đất để mình thương lượng đàm phán được một giá tốt nhất để anh chị cô chú mình sở hữu nó ha. Bước qua cái cánh cửa hai cánh này á là mình còn một khoảng không gian ở phía sau này. Không gian phía sau này thì nấu ăn nè, chỗ này là để một cái giường ngủ để ở, rồi không gian này là để nấu ăn dưới đây luôn ha. Ở trên mình còn vẫn có phòng nấu ăn ha anh chị, mà dưới đây là một phòng nấu ăn riêng nữa, rồi anh chị cô chú mình có thể là để mình tận dụng làm một cái việc khác nữa ha, tùy theo nhu cầu của chúng ta. Khu vực bên này là nuôi những thú cưng, nó trồng mía, trồng đu đủ. Ngoài đây thì có cây vối, cây lá vối là một trong những cây lá vối là cây đèn. Cây lá vối là một trong những cây thuốc ha, cây thuốc nam. Không gian phòng này thì rộng khoảng gần 20 m², cũng rất là rộng rãi ha anh chị. Mở cái cánh cửa này ra là anh chị còn một khoảng không gian ở phía sau nữa ha. Ngay chỗ đây là mình có, ví dụ như mình làm gà làm vịt hay là mình làm rửa chén rửa đồ, ra đây ngồi rửa thoải mái. Rồi đây là những bụi bạc hà đủ. Cặp bên vách bên đây á là cây xoài này lấy bóng mát. Khoảng không gian bên này á là còn chỗ, ví dụ như anh chị cô chú mình có xe hơi ha, thì cái này mình có thể là tận dụng làm xe hơi được nè, để xe hơi vô được nè anh chị. Ở cái cổng của chúng ta ngay chỗ đó ha, cổng cửa ngay chỗ đó, chạy thẳng vô đây là xe hơi mình để ngay đây, hoặc là có thể mình để những cái bữa tiệc bia quy nướng, những cái đồ vật dụng của chúng ta ngay chỗ đây. Ở sau này là xây lưới lên cao đều như nhau hết luôn ha. Rồi mở cánh cửa này ra, chúng ta có một khoảng sân vườn để nuôi những những con vật. Ví dụ như ở đây thì anh này anh có hai cái chỗ mà để nuôi gà nè, hai chuồng này chuồng gà nè ha. Ở sau đây thì cũng rất là đầy đủ những gà nè, cây trái nè, xoài nè, hai cây xoài, cái mãng cầu sim, một trong những thức uống cũng đang gây sốt trên cộng đồng mạng ha. Thức uống trà mãng cầu, cái này cây táo. Rồi bơ, nhãn nè. Ôi sau này đầy đủ những loại cây trái lắm anh chị ạ. Nhãn nè, nhãn đang cho trái luôn ha. Cây này thì sai trái. Cái khoảng không gian ở đây á là mình được gần 500 m² anh chị, cho nên chúng ta có thể tận dụng cái khoảng không gian này để mà nuôi gà ở dưới, như anh chủ anh đang nuôi gà ở dưới nè. Ở trên thì anh trồng những cái cây, những cái cây ăn trái để làm chi? Để cho ví dụ như cỏ nó mọc lên á thì có gà nó ăn cỏ, đỡ mất công mình làm cỏ, đỡ tốn thời gian của chúng ta luôn ha. Và mỗi gốc cây đều có hệ thống tưới tự động hết, đủ loại cây nè, mít, sầu riêng nè, đầy đủ lắm chị ạ. Không thiếu cái gì hết. Đây có cây sầu riêng cũng bự nữa nè. Còn đây là vị trí cuối ranh giới của chúng ta nè ha. Thì cuối ranh giới này cũng là một mặt tiền đường nữa ha anh chị. Sau này là một vườn dừa, một cái khu nghỉ dưỡng khác của vị khách hàng khác và khách hàng ở hiện hữu cố định luôn ở đây luôn ha. Đó, nhà máy thái nè. Ủa, nhà đẹp không à? Khu vực này nhà đẹp không anh chị? Do nó gần hồ cho nên không khí mát mẻ, mà được rất là nhiều nhà đầu tư về đây, cũng như là rất nhiều nhà nghỉ dưỡng hoặc là rất là nhiều khách hàng chọn vùng đất này làm nơi an cư, nơi lạc nghiệp anh chị. Đất ở đây thì nó tương đối bằng phẳng, thổ nhưỡng nó tốt cho nên cây trồng nó cũng tốt theo luôn anh chị ha. Đây mình có bồn nước. Rồi bây giờ Long Hoài xin đưa lây cam lên trên cao, song song đó Long Hoài xin gửi sổ phân tích vị trí trên Google Maps để anh chị cô chú mình cùng tham khảo ha. Ở đây còn có một cái toilet ở ngoài nữa anh chị. Không gian này là một cái toilet ở ngoài ha. Tế nhị cho nên là ngoài quay sơ sơ ở ngoài thôi ha.
đây bồn nước để những bụi mía. Còn đây là sổ của thửa đất anh chị ha, tờ 54 và thửa là 41, địa chỉ ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng diện tích là 1.909 m² ha. Đất của mình là hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là cây lâu năm. Hiện tại thì lô đất này là chưa có thổ cư anh chị ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất anh chị ha. Đất của mình thì khá là vuông vức ha. Và ở sau thì có một con đường nữa. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất ha. Đất của mình hai mặt tiền. Toàn bộ những hình ảnh ở trên Playcam để quay xuống có một cái nhìn tổng quát về ranh giới và để tiền cho anh chị và cô chú hình dung được cái thửa đất của mình ha. Ranh giới của thửa đất của mình thì xung quanh đã xây tường và đã có hàng rào kiên cố rồi anh chị. Điều đặc biệt của thửa đất của mình thì ở đây thì đối diện của mình là hồ Kim Long, thì rất không khí ở đây thì cực kỳ là mát mẻ. Nó thích hợp để cho anh chị nào mà đang có nhu cầu mình mua, mình về mình nghỉ dưỡng với gia đình. Từ cái vị trí thửa đất của mình rất là tiện để anh chị di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh, rất là tiện để cho anh chị đi chợ như là trung tâm thương mại Kim Long ha, và rất là tiện để cho anh chị đi ra con đường Kim Long Láng Lớn, đường Xà Bang Láng Lớn ha. Và từ vị trí thửa đất của mình mà di chuyển đi biển Hồ Tràm Hồ Cốc thì cũng khá là gần, tầm khoảng là 30 km anh chị ha. Và cái tuyến đường trước thửa đất của mình thì theo tài được biết thì dự kiến là trong năm nay sẽ làm nhựa anh chị ha. Nếu như anh chị cô chú mà đã đầu tư ở đất khu vực huyện Châu Đức thì anh chị cũng biết là cơ sở hạ tầng ở khu vực huyện Châu Đức thì làm khá là nhanh ha. Đường xá thì mở rất là rộng. Di chuyển thẳng cái trục đường từ cái hồ Kim Long này, anh chị di chuyển một đường thẳng là mình sẽ ra đường Kim Long Láng Lớn ha. Thì ra tới ngay đầu đường đó thì có khu dân cư và có những cửa hàng buôn bán phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người ha. Và xung quanh cái hồ Kim Long này thì khá là nhiều nhà vườn đó, để tài di chuyển cái Playcam xuống một cái nhà vườn nằm đối diện và sát với cái hồ Kim Long để cho anh chị cô chú cùng xem luôn ha. Đó, trước màn hình anh chị cô chú cũng có một cái nhà vườn cũng được một anh chủ ở Sài Gòn cũng mua về để định cư và cũng như nghỉ dưỡng cuối tuần với gia đình. Rất là đẹp luôn anh chị ha. Nếu như mà mình mua sở hữu cái căn nhà vườn này thì cuối tuần hoặc là ngày nào mình rảnh mình ra tới hồ Kim Long này mình câu cá giải trí cũng được anh chị ha. Quang cảnh xung quanh thửa đất của mình thì khu dân cư ở rất là đông ha, và đường xá thì cực kỳ là thuận lợi luôn. Một cái nhà vườn trồng rất là nhiều cái mảng xanh ha, và trồng dừa anh chị. Cái vùng đất ở đây mà trồng dừa thì cực kỳ là tốt luôn ha. Đó. Có ao cá, có nhà mát. Sau đây tài xin phân tích cái vị trí ở trên cái phần Google Maps và cũng như quay con đường thực tế từ đất của mình và di chuyển ra trục đường chính Kim Long Láng Lớn để cho anh chị và cô chú tiện quan sát và xem xung quanh ở cái trục đường từ cái nhà vườn mình và đi ra ngoài đường Kim Long Láng Lớn là có những cái gì ha.
Còn đây là vị trí ở trên Google Maps ha. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng xem ở phần bình luận của video hoặc là phần mô tả ha. Tài có để đường link, anh chị có thể vào đó để mình xem, mình đo được cái khoảng cách từ nhà mình và tới cái căn nhà vườn này bán là bao xa ha. Đó, từ cái vị trí bếp của mình mà di chuyển theo cái trục đường này thì anh chị sẽ đi ra đường Láng Lớn, Sà Bang ha. Và ở cái tuyến đường này thì có một cái điểm khu du lịch sinh thái Bungarin, một trong những điểm du lịch cũng rất là nhiều anh chị ở trên thành phố Hồ Chí Minh và những anh chị ở khu vực huyện Châu Đức cũng về đó check in và nghỉ dưỡng với gia đình ha. Còn di chuyển theo trục đường này thì anh chị sẽ về đường Láng Lớn, Kim Long ha. Ở đây thì có tạp hóa chợ sáng, chợ chiều. Đó. Về đi theo tuyến đường này thì anh chị sẽ về chợ Kim Long, về trung tâm thương mại Kim Long ha. Còn di chuyển theo trục đường quốc lộ 56 này thì anh chị sẽ về Bầu Chinh, về trung tâm của thị trấn Nhã Giao ha. Bây giờ Tài di chuyển từ cái căn nhà vườn và đi ra đường Kim Long Láng Lớn anh chị ha. Thì Tài cũng báo giá cái thửa đất ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay Tài đại diện cho chị Hoa quay chính chủ cái lô đất, cái căn nhà vườn này. Chị Hoa mong muốn bán cái giá là 6 tỷ 2 ha. Nếu như anh chị của chú nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại Tài để trên màn hình ha. Để anh chị gặp được chị Hoa chủ đất và hai bên gặp nhau và nói chuyện đàm phán một cái giá tốt nhất để anh chị sở hữu được cái lô đất với giá mình mong muốn và chị Hoa bán được lô đất của mình mong muốn ha. Ở đây thì cực kỳ là mát mẻ, rất thích hợp để cho anh chị nghỉ ngơi nghỉ dưỡng này ha. Sang sát là toàn là view nghỉ dưỡng ở của những anh chị ở trên thành phố Hồ Chí Minh, chọn cái mảnh đất Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu để là cái nơi mình về nghỉ ngơi, mình về định cư ha. Nếu như anh chị thành phố mà đi về xem cái thửa đất này thì có thể là đi đường Láng Lớn. Chứ mà chị cô chú là con đường Kim Long Láng Lớn. Đoạn đường Kim Long Láng Lớn là đoạn nối trung tâm thành phố. Anh chị là đường Kim Long Láng Lớn ha. Để đường này đi khoảng tầm 4 cây là sẽ về Láng Lớn. Còn Tài đang di chuyển ra trung tâm thương mại Kim Long ha. Thì video cũng khá là dài rồi, Tài cũng kết thúc phần giới thiệu cái căn nhà vườn ngày hôm nay ha. Cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái đất ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị cô chú xem video, thật nhiều sức khỏe và lựa chọn cho mình được một cái đúng với nhu cầu của mình đang tìm kiếm ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị cô chú ở những video review bất động sản của Thành Phố Hồ Chí Minh ha. Với số gửi vị trí trên Google Maps anh chị.